À, trước mặt cô chú chị mình là cái đường tỉnh lộ 328 anh chị ha. À, cái tuyến đường này có 4 làn đường ha và có giải phân cách cố định. Rồi xin chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. À, thì tại Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Và em Điền cũng xin phép được giới thiệu tới một bất động sản. À, cách cái tuyến đường này cũng không có xa lắm anh chị, khoảng là 500m thôi. Và bất động sản mình là có 34 mét mặt tiền trên đường nhựa ha. À, đường liên xã luôn anh chị ha, tiếp giáp mặt tiền là 34m đó. Và giá cực kỳ rẻ luôn anh chị, chưa tới 2 tỷ anh chị ha đó. Và có sẵn cái nhà luôn, tha hồ làm vườn luôn anh chị ha, hơn 1.000 m². Thì đây trước mặt cô chú chị mình là mình đi được tỉnh Đồng Nai này, và cũng như là đi giao với lại DT765 ha, và đi cao tốc Hồ Chí Minh rồi đó, được luôn anh chị ha. Và còn hướng ngược lại đây anh chị, hướng ngược lại đây mình đi một chút xíu thôi là qua xã Phước Tân, và xã Phước Tân đó đi xuống thị trấn Phước Bửu ha, cũng như trung tâm huyện, thì khoảng đâu đó là 7-8 cây số thôi là đến khoảng 5 cây số ha, khoảng 5 cây số là đến thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện đó chị. Còn vị trí này đi xuống biển thì cũng tương đối là không có gần lắm ha, khoảng là 10 mấy cây, gần 20 cây thôi ha, đi xuống biển. Thì tuyến này thì đi thẳng xuống sẽ giao với lại quốc lộ 55 đó. Lên tới đây một chút xíu ha, là mình khoảng 500m thôi, mình gặp trường học các cấp này và chợ ủy ban vân vân, nói chung là dường như là trung tâm xã Hòa Bình anh chị ha, giáo xứ rồi này kia đó, đầy đủ ha đây anh chị. Và cái bất động sản mình thì giáp trên cái mặt tiền đường này ha. Đó, bây giờ em sẽ Điền sẽ từ đây chạy đi vào trong bất động sản mình ha, đi khoảng 500m là tới đất rồi anh chị ha, nằm trên mặt tiền đường này luôn. Rồi xin mời cô chú chị theo chân em Điền nha. Rồi hiện tại em đi đã có mặt tại cái bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó. Cung đường rất là rộng, đường nhựa mới trải gần đây khoảng cái đây vài tháng hết ha. Và đường này đường liên xã anh chị nha, chạy khoảng 5-6 cây gì đó mình sẽ thông ra được bên xã Hòa Hội cũng như là giao với lại tỉnh lộ 329 anh chị. Ở đó thì gặp ngay cái trường học các cấp của bên xã Hòa Hội anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại thì hồi nãy em Điền cũng có quay đó, là tỉnh lộ 328 ha. Tỉnh lộ 328 dường như là cái huyết mạch từ Sài Gòn hoặc và cũng như là Đồng Nai ha. Đường huyết mạch mình đi về biển Hồ Tràm anh chị ha, gần nhất là biển Hồ Tràm nha. Đây thì cái đoạn đường mà em Điền chạy từ ngoài tỉnh lộ 328 đi vào á, thì trên đường đi em Điền thấy dân cư tương đối là đông anh chị, và có những cái nhà rất là bự, những cái nhà ở san sát nhau luôn anh chị ha. Đi vào đây thì hơi vắng chút xíu nhưng mà vẫn có dân anh chị nha. Đó. Và bất động sản mình đây anh chị ha. Đó. Bất động sản mình là có diện tích là ngang 34 mét mặt tiền, ranh từ đây qua bên này. Nói chung là bất động sản mình đã rào lại hết rồi ha, ranh móc rõ ràng ha. Và có chiều sâu là 32 mét ha, và nở hậu của đức mình nở hậu nha anh chị nha. Nở hậu là 34 mét rưỡi anh chị. Đó. Rất là đẹp. Và bất động sản mình đang có hướng là hướng đông bắc anh chị ha. Đó, hướng đón nắng buổi sáng. À, rất là mát mẻ anh chị. Đó. Nói chung là gia chủ mình gửi em đi bán 2 ngày nay rồi, nhưng mà 2 ngày nay mưa quá anh chị, 2 ngày mưa liên tục luôn. Nên là em Điền cũng chưa có quay được, tại vì trời mưa quá, trời cũng hơi xấu đó, mà em quay lên hình ảnh thì nó cũng không được đẹp lắm ha. Đó, và em Điền cũng lay bay lay cam cũng không được luôn anh chị. Đó. À, tới đây anh chị ha. À, tới bất động sản mình sẽ tới đây. Đây, ra rào của mình là tới đây ha. Đó. Và thẳng lui trong là 32 mét anh chị. Đó. Chiều sâu cũng tương đối là được anh chị ha. 30 mấy mét là tương đối cũng là được rồi. Và cái chất đất này anh chị có thể thấy ha. Đây.
Đó, chất đất rất là đã luôn anh chị, đất đỏ Ba Giang ha, trồng trọt cực kỳ tốt luôn anh chị ha. Đó, và ở trong bông xã mình, gia chủ mình đang trồng một cái ớt ha. Em đi thấy rất thèm luôn, em là người miền Trung và em rất thích ăn ớt nè ha. Đó, rất thích ăn cây nha. Đó, nhìn cây ớt là thấy thèm rồi anh chị ha. Đó, và phía trong thì gia chủ mình đang trồng những cái cây ăn trái mới ít năm tuổi đây thôi, mới trồng đây thôi ha. Đó, và trong có một cái nhà dường như là giống như một cái nhà tiền chế anh chị. À, bất động sản mình thì hiện tại chưa có thổ cư, nhưng mà gia chủ mình đang xin lên 300 thổ cư anh chị ha. Nó đang đang đăng ký 300 thổ cư đó, và em cũng xin được phép là báo giá luôn ha. Tổng bất động sản mình là hơn 1.000 mét vuông, có 34 mét mặt tiền đường nhựa liên xã, có vạch kẻ vàng làn đường ha. Đó, thì giá đang cần bán nha, giá đang cần bán rất là rẻ luôn anh chị, khoảng vài chục triệu một mét ngang thôi. Thì tính ra tổng bất động sản mình chỉ có là 1 tỷ 950 triệu ha. Giá tương đối là cũng mềm, rất là mềm anh chị. À, đầu tư còn tốt và làm nhà vườn thì đúng bài luôn anh chị ha. Đó, đất chất đất rất là tốt này. Đó, xung quanh trồng cây lâu năm này. À, bên đối diện thì trồng tiêu, còn bên đối diện này thì trồng điều đây. Đó, cây màu, cây cây lâu năm rất là tốt ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là gần 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. À, khoảng hơn hơn 2 tiếng ha, khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi cô chú chị có thể di chuyển tới đúng vị trí bất động sản mình luôn rồi. Đó. Nói chung là giao thông thuận tiện thì cách Hồ Chí Minh khoảng hơn 100 mét thôi. Cách từ đây mà cách cái vị trí thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 100 cây thôi. À, mình đi cao tốc về rất là gần anh chị ha. Đó. À, vị trí này thì ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bổ thì hồi nãy em liền cũng có nói đó, khoảng đâu đó là 7-8 cây số gì đó ha. Đó, rất cũng tương đối là gần. Đó, giao thông thuận tiện thông thương hết anh chị ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này thì liên hệ em đi nè, em đi sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất sản mình, và mình thì chí nữa thì mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Giá này tất nhiên là sẽ có thương lượng ha, không ít cũng nhiều. Rồi em đi xin được phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau ha. Xin chào.